Chào các bạn. Thì ở cái bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn về quạt hạt chữ nghệ thuật. Thì ở bài trước các bạn đã tìm hiểu về cái cách tạo cái bóng của cái hình nhân này. Cái hình nhân này được tạo bởi cái các mẫu vẽ sáp các bạn. Đó, hoặc là cái hình khối 3D của cái hình nhân này, tức là của những cái sáp này. À, ví dụ ha, mình chèn lại cái à, thì đây là cái nét kẻ của cái hình, thì nó được quy định tại sáp outline. À, còn cái nền của cái hình quy định tại cái sáp fill này. À, tuy nhiên, nếu bạn tạo cái bóng, thì bạn sẽ vào đây, shader, bạn tạo cái bóng cho nó. Sẽ có cái xám này đó. Rồi thì cái bóng này bạn hoàn toàn có thể đổi màu của nó. À, cái này không phải màu bóng là trong cái này nha bạn, sáp effect này ha. Đó, cái hiệu ứng này bạn vào cái shadow chọn bạn vô cái shadow option này thì bạn có thể shadow color này các bạn. Đó, hiện tại nó màu đen, bạn hãy đổi sang màu đỏ. Đó, vậy các bạn ha, bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn ở cái bài trước đó ha các bạn. Đó. Còn đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái chữ nghệ thuật. Đó các bạn. Đó. Thì để chèn cái chữ nghệ thuật, bạn sẽ vào Insert, bạn bấm một hàng. Đó. Thì bạn cứ chọn một cái mẫu nào đó nó gần giống nhất với cái yêu cầu của chính các bạn, hay là của cái đề. À, ví dụ như giờ mình chọn đại cái hình này đi. À, rồi giờ mình sẽ gõ vào đây cái chữ là thần gió và mặt trời. À, rồi thần gió và mặt trời. Rồi bạn nhìn đây. À, bạn thấy đó, cái màu của cái chữ này nè nó thay đổi rất là nhiều. À, để làm được cái dạng này á chỉ có một cách thôi bạn, bạn dùng cái quạt này nhớ bạn, chứ bạn dùng mà test box kẻ cái chữ này box này draw test box vẽ test box ra draw là vẽ đúng không à, bạn gõ vô này thần gió và trời. Bạn đương nhiên là vẫn có thể phóng nó to ra được dày luôn cũng được, nhưng mà bạn sẽ thấy có một cái việc như thế này, đó là rồi. Đó. Thì màu chữ thì nó quy định ở tại đây các bạn. Bạn thấy có cái gradient đúng không? Mình sẽ vào để thử. Bạn thấy cái gradient fill tức là cái sự chuyển màu. Đây các bạn, sự chuyển màu. Sẽ thử xem ha. Đó. Rồi. Cho nó thành dọc. Đúng rồi nè. Đấy các bạn. Nó có một cái gì đó nó sắc sảo hơn so với cái này. Đó, như cái viền nét cái ngoài này nữa nè các bạn. Thì một cái chữ bình thường như thế này nó chỉ có một chữ thôi, nó không có màu viền. Bạn muốn có màu viền thì bạn có thể vào đây ha, bạn kẻ cái màu viền cho nó, giống như màu viền màu đỏ đi, chọn cái con chữ nó lại xíu ha, chọn time environment rồi.
so sánh với cái này xem. Đó. Bỏ đậm đi. Xem lại ha. Đó. Rồi. Chúng ta thử ha, đổi cái màu chữ của cái quạt hạt này. Bạn sẽ vào trong format mát của cái giả lệnh drawing tool ha. Thì bên đây là của cái sáp nha các bạn, bên đây là của quạt hạt. Thì cái màu đổ bên trong các bạn, cái màu được quy định tại đây các bạn, A và cái gạch dưới, còn cái viền là quy định tại đây. Bạn có thể cái bút, bạn nhìn kỹ thì thấy cái chữ này nó không có cái màu bên trong, cái viền thôi. Rồi thì mình đang cần màu bên trong ha. Rồi gradient, gradient này là cái chuyển màu. Thì mình sẽ chuyển màu cho cái quạt hạt đây. Thì set là, rồi mình chọn cái dạng cầu vồng như thế này, like thì đúng rồi, chọn đúng lại rồi. Đó. Sẽ thấy cái nào đẹp hơn các bạn, cùng một cách như nhau các bạn. Thì cái này là dạng không có nghệ thuật, chữ là chữ bình thường. Cho bạn vẽ cái viền của cái chữ, đẹp tác hiệu ứng của chữ. Trong hiệu ứng của chữ này bạn đã tạo cái màu viền của cái chữ. Nó hoàn toàn nó khác với cái viền của cái chữ nghệ thuật trên đây. Mà thấy nó có gì đó nó đẹp hơn nhiều. Rồi bây giờ mình thử ha, hiệu ứng của chữ tiếp. Trong này thì bạn có thể là làm đổ bóng hay không, nó vẫn trong đổ bóng các bạn. Để đây chữ nghệ thuật các bạn, bạn sẽ thấy nó vẫn là đẹp hơn so với đây, không cái chữ bình thường này. Rồi bóng của cái quạt hạt mình sẽ chọn cùng kiểu luôn các bạn. Đây là của test box này, đây của quạt hạt, đây chữ bình thường, đây chữ nghệ thuật. Thì cái chữ bình thường bạn tạo được cái hiệu ứng cho nó, hiệu ứng sáp, hiệu ứng của mẫu vẽ, rồi hiệu ứng của chữ ha, test effect. Chữ effect đó nghĩa là hiệu ứng hả bạn, test là cái văn bản chữ các bạn, hiệu ứng của chữ, hiệu ứng của văn bản, bạn test effect ha. Rồi, phân biệt dùm để khi bạn làm lý thuyết người ta có thể hỏi tới các bạn. Ví dụ như người ta cho bạn một loạt những ký hiệu này, A này, A này, A này, A này, A này, người ta hỏi cái hỏi cái A nào để tạo cái đường viền của cái chữ. Thì rõ ràng chúng ta sẽ chọn đây các bạn, trong đây thì mới có. Rồi màu bóng đây nó vẫn cho cái shadow option các bạn, nó vẫn cho bạn đổi màu bóng. Bạn đã thấy gì chưa? Hai cái này nó dùng lẫn lộn cho nhau được luôn, mới ghê chứ. Rồi mình hồi nãy mình chọn cái phải chọn cái này. Giờ thử làm ngược lại ha, chọn này nhưng vào đây. Thì bạn thấy nó vẫn có cái effect nữa các bạn, hiệu ứng của chữ hả bạn. Vậy thì mình phân biệt tí xíu các bạn. Effect, là effect của test đúng không? Còn cái quạt hạt là những cái dạng chữ nổi lên như thế này. Rồi thì hiệu ứng gì nữa đây? Đối với ông này mình đang nói về màu có hiệu ứng ha.
bạn vào trong cái sơ đào rồi cho nó một cam cũng vậy thôi hả bạn. Hai ông này dùng như thế nào cũng vậy thôi hả? Thì hiệu ứng test test của ạ hay là hiệu ứng test test của cái chữ là như nhau các bạn, cứ test test là được tính như nhau thôi đó. Còn bản thân cái bộ ạ là cái chữ nó được tạo ra một cách đây, những cái mẫu bộ ạ của nó đây đó. Mẫu này là bộ ạ của nó đây đó. Nó khác với cái dạng bên đây đó. Dạng bên đây đó, thì cái chữ bình thường nhập vào thôi đó, nó không có tạo ra những cái độ 3D hay cái gì đó, nó lại không có. Các bạn test bình thường thì nó không có, bạn phải thiết kế nhiều lắm ha, thì bạn mới có thể được như thế này. Khi đó thì cái chữ nghệ thuật này bạn xài thôi đó. Rồi thì về cách tạo bóng ha, cho cả hai test cho chữ bình thường cũng như là cho chữ nghệ thuật đó, cũng giống như bạn tạo cái bóng cho cái sáp các bạn, rồi đổi màu bóng rồi mọi thứ vân vân giống nhau đó các bạn đó. Rồi vậy thì cái chữ bình thường này nếu bạn vào nó và bạn kiếm đó, thì bạn sẽ không không thấy cái dạng là biến hình đó. Không thấy dạng biến hình của chữ đó. Tuy nhiên cái effect mà của bột hạt á bạn sẽ thấy như thế này các bạn, cái effect bột hạt thì bạn sẽ thấy có thêm cái transform các bạn, rõ ràng là nó hỗ trợ nhiều thứ để mình làm cho đẹp hơn đó. Bên đây thì đối với ông này, đối với chữ này là chữ này đó. Trong home nè, effect nè, nó đường viền chữ ha, bóng chữ ha, rồi cái dạng bóng qua gương ha. Đó. Cái màu bao quanh các bạn. Đó. Thì ở dạng bên đây, nếu như mình chọn sang đây á thì nó đã tự coi cái chữ này sang cái bột hạt luôn rồi ha các bạn, chứ không phải là cái dạng bình thường nữa rồi đó. Nó coi thành bột hạt luôn rồi, nó tự biến cái chữ thành bột hạt luôn rồi đó. Đó. Thì bản thân của ông này á là ông nó bột hạt sẵn các bạn. Vậy thì cái test effect bên bột hạt nó xài được cho cái dạng test bình thường nha các bạn. Tuy nhiên thì nó có nhiều cái lựa chọn hơn như bạn thấy á, đây một số kiểu của nó ha. Rồi thì tùy vào cái đề ha, bạn có những cái lựa chọn cho nó phù hợp ha. Cái transform đặc biệt bạn muốn transform thì bạn phải dùng cái test effect của cái word ad thôi ha. Còn cái test effect của cái home thứ này của chữ bình thường thế này bạn sẽ không có cái transform các bạn, nó phân biệt chỗ này xíu. Rồi một má không tươi à. Chữ nghệ thuật vô đây sẽ có nhiều thứ để bạn làm cho nó trở nên nghệ thuật à. Đương nhiên ông này ông cũng được thôi các bạn được ha. Rồi bóng thì bạn hãy đẩy xuống, mình sẽ nhắc lại một lần nữa về cái tạo bóng cho cái quạt hạt cho chữ. Thì đây màu bóng ha, màu có rồi cái độ trong suốt thì mình bỏ đi cho cái màu nó đậm lên,
còn bánh nó nhòe, độ nhòe này do cái glue này nè, bỏ độ nhòe đi à, đó, cho nó rõ ra à. Còn này là cái khoảng cách giữa cái bóng cái chữ ha, quy định tới đây rồi. Còn cái góc nó xoay xung quanh thì mình sẽ giảm góc xoay lại cho nó chữ xuống à, nó xoay như thế này các bạn, là 360 độ ha. Xoay về đây là xoay về 0 độ à. Thì bạn sẽ thấy nó tương tự như thế này, bạn thấy cái chữ nó có bóng thì bạn cứ làm một ạc đi nhớ cho nó lẹ các bạn, nó có nhiều lựa chọn hơn cho các bạn. Bạn làm một cách bình thường mình rồi bạn bạn cũng phải chuyển sang một ạc, bạn mới có những cái kiểu mẫu thế này nó cái trên form biến biến hình. Chứ bản thân của cái home bên đây thì nó cũng có cái space nhưng mà không có hỗ trợ biến hình à, chỉ có cái quạt à, thì nó có hỗ trợ biến hình à. Rồi à, nếu như trước đó bạn chưa có cái quạt hạt này à, mình sẽ mở cái mới file new mới. Rồi mình là chèn cái bóc à, draw cái box, vẽ box ra. Trong đây mình sẽ gõ thần gió và mặt trời, chữ home. Hồi nãy nó đang là ở đây đúng thì như vậy bạn bạn muốn nó trở thành một ad, bạn cũng phải xài nhóm một ad thôi các bạn ha. Đó. Trong Drawing Tool bản thân nó có hỗ trợ sẵn cái quạt hạng Style à, thì bạn hãy biến cái chữ bình thường thành chữ nghệ thuật luôn à. Rồi. Còn mà bạn chỉ dùng cái Home thôi thì nó không có cái biến hình à, của mấy chữ hả bạn. Còn bạn dùng cái Effect à, ở trong cái Drawing Tool Mask đây nè đó, effect ha, có một hạt style ha, thì nó có cái biến hình transform các bạn. Bạn phân biệt ha. Như vậy là bạn đã được giới thiệu về cách làm việc với lại một hạt. Thì một hạt ở đây á, thì bạn chú ý như thế này. Cái phần sáp đây đây này đây bóng này á, bóng của chữ nha các bạn, bóng của chữ cái shadow của cái quạt hạt, shadow của cái test nó khác hoàn toàn với lại cái shadow của cái sáp nha các bạn. Đâu sáp nó sẽ làm bên đây à. Và hiện tại á, thì có bóng hay không bóng hay không mà bản thân của cái xác này nó không hề có nên nó bóng chưa hiện. Đúng không? Bây giờ mình sẽ cho nó có nha các bạn. Đó. Hiện tại cái xác đây là nó no outline nè đó, rồi nó cả no fill luôn nè. Cái xác này coi như là nó có hồn mà nó không có hình nên không có hình cho nên mình không thấy được nó. Bây giờ đó, mình sẽ tạo cái viền cho nó, ví dụ như cái viền màu xanh viền màu xanh thì nó xem lại cái bóng bóng đang ở đây mình vẫn chưa thấy bóng đúng không nè. Thì giờ như đã nói rồi các bạn, cái bóng các bạn bạn vào trong phần Sun Option đó. Thì cái distance này cái khoảng cách giữa cái bóng với cái sáp hiện tại nó là một đó. Mình tăng nó lên bạn đã thấy gì chưa, bạn cũng chưa thấy gì
Thấy luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xoay góc này đi ha. Cũng không thấy luôn. À đây nè bạn, nó hiện lên nè. Đó. Đó, bạn thấy chưa? Rồi. Cái này mình sẽ quay nó xuống tay một chút. Đó. Bạn thấy ha? Cách giữa cái bóng với cái mẫu mẫu khung à, cái xác. Đây mình sẽ quay xuống dưới đây luôn. Rồi, bạn thấy ha? Đó. Khoảng cách của cái bóng ở đây. Hình sáp nha các bạn, chứ không phải là cái hình chữ nha. Hình chữ là cái bóng của nó là cái bóng chữ. Rồi, thần gió này nè là cái bóng shadow của cái thần gió này. Rồi, còn cái khung này đây là cái shadow của cái khung này, và nó được quy ước ở bên cái sáp bên đây, nó khác với cái bóng của quật này quy ước bên đây. Đó, phân biệt hai cái đó ha. Rồi à, các bạn thử à, tạo lại ha bạn à, tạo lại cái thần giống mặt trời như thế này à. À.